Nằm yên, cấm động đậy nhé. Cái gì mà nó trơn ấy nhỉ? Để chị quay cho. Mới quay à? Rồi là mới video rồi. Đâu con ơi, nằm yên nhá. Con nằm yên rồi từ nãy giờ nắm pha nhé, mình không nghĩ là nó bắn vào mình đâu mà nó bắn. Ui, bắn vào mình như vào tóc hay sao chị, nhìn có thấy không? Không, vừa đỡ thì không bắn đi, giờ đi bắn chết. Đi tự đi, mẹ không biết luôn. Sao có đố cấp ba không? Em không. Ui. Không đố cấp ba. Học ở đâu? Cũng học dưới Trần Văn Tông. Mày xuống Trần Văn Tông học cùng trường mẹ à? Vâng. Đi học thì lại đi kiểu gì? Đi xe điện kia. Xe điện kia làm sao mà đi được? Đi thôi.
Mới Thay Bình à? Vâng. Thế này là Thay Bình đúng không? Em mới thay. Thay cái bình nó khỏe hơn. Đi xong về hết để sạc tiếp. Dịch cao lên, dịch cao lên. Để tôi sáng lại. Mẹ dạy môn gì ở dưới đấy? Dạy tiếng Anh. Em mẹ dạy tiếng Anh nhưng mà tiếng Anh có biết một chữ rồi. Nữa không chịu học quá. Đi thi mà con kia nó không cho chép vào liệt. Đấy. Vẫn được 5 rồi nhưng mà văn thấp quá chịu. Được bao nhiêu điểm? Em được 22,75. Văn được có 3,5. Có hay về Hà Nội chơi không? Em vừa về xong. Không rủ em gái về Hà Nội chơi cùng. Nó không thích về, em thì hay về nhưng nó không thích về. Con ơi nói cho nhé, đừng nấp người xong người nhé. Chờ vào tay chứ. Cho em nằm nuôi đầu trong bên đây đi. Alo. Thế con đang về ạ? Con đang đi nặn mụn. Nặn mụn đâu? Ở Linh Mụn này. Hôm nay tự nhiên lại đi nặn mụn cơ. Vâng. Ngạc nhiên nhỉ. Thế như này không phải đi lặn mụn, có động lực nào mà đi lặn mụn chứ? Thế mà mai đi học đi nhận mụn. Nếu không lặn hết chủng nọ đi cho nó đỡ kinh. Lười hôm nay mới đi. Lặn phải lặn kiên trì vào. Chứ lặn xong rồi xong sốc chân chân xong chưa? Chứ không biết đâu. Chưa còn lâu. Sao con đi được 6 giờ cơ mà? Chưa còn lâu. Vâng, con đi 6 giờ nhưng mà 6 rưỡi con mới lên. 6 giờ con đi đâu? Con đi lên sân. Con đi lên sân. Ờ, hết nào ngủ rồi là về. Vâng. Ôi trời ơi. Không thể nào hết được chỗ đấy. Từ lần lâu rồi hôm nay mới đi à? Vào năm mấy tháng từ lúc trước khi thi năm tháng 6 và tháng 5. Thế lần này đi xong rồi lấy thuốc xong rồi dùng nhá. Ờ, nhưng mà tí không bôi đâu nhá. Không bôi sao được, mất nhiều hơn này. Không, đêm không ngủ đâu, không gội đầu đêm không ngủ được. Tí nữa chị còn chị gội đầu chưa? Thôi. Tí về chỉ được tắm thôi. Thôi, không bôi đâu, kinh lắm. Ừ. Mất nhiều. Đấy, không làm được. Mất nhiều. Không đắp mặt. Đấy, đấy, bắt đầu ấy. Chỗ bên dưới là đau. Dạ. Bố cố đẹp ra nhỉ. Nó sao chị biết? Nhà chị ở đối diện ngõ nhà chị, ngõ hộ nhà em ấy. Biết chưa?
đau rồi. Đau nằm đi. Một tí. Con trai gì yếu đuối. Thua gì? Thế yêu chưa, yêu ai chưa? Chưa. Khi nào thất tính còn đau hơn nhiều. Khi nào bị yêu cắm sừng cho. Chưa bị nên chưa biết thế. Thì bây giờ phải trải nghiệm đi chứ. Bây giờ các nghĩ là yêu lên đá đi. Cái để mặt này gái không yêu đâu. Nói chưa? Đấy em biết thừa. Đấy. Biết thừa mà không chịu chữa. Chết giả. Còn không chịu đắp mặt nữa. Ôi giời. Chắc con nghỉ yêu rồi đúng không? Chưa. Thà. Nghe bên này nha. Trời ơi, bén rồi. Chứ không nghỉ yêu. Thế nghĩ thích mẫu người yêu như nào? Ôi, cái đấy em không nói đâu. Béo hay là gầy? Hay là mũm mĩm? Không nói được. Không thích. Không thích á? Không thích nói. Nói để chị biết. Thôi. Là chị khoe bố à? Không. Em không sợ nhưng mà không tính nói. Cà râu là ở đâu chị? Cái gì? Cà râu ở chỗ nào? Karaoke. Em không biết đâu. Họ đoán là cà râu. Quán là karaoke là cái gì? Không biết đâu, chị bảo là cà râu, không biết chỗ nào. Cà râu. Đây, cà râu này. Ờ. Thì nào ở đâu chị? Bệnh viện. À chẳng biết bệnh viện nhưng mà cái gì ấy. Karaoke. Màu cam cam, nhà màu cam á. Karaoke màu cam á. Chị không nhớ màu gì cả. Em có thấy nhà nào to nhất? Đóng cửa mà nhỉ. Đóng cửa mà, karaoke đóng cửa mà. To nhất, cao nhất. Cái đông chiều này. À đấy chứ to, gia đình. Gia đình á. Đường gần nhà em. Nhà em ở đoạn đấy à? Hồng Phong. Ơ thế đi lối đấy à? Nhà em ngay đô thị ấy. Nhưng mà nhà em bên trên chỗ lò mổ. Thì còn đô thị còn gì à? Thì nói không thôi, đừng có mà dãy dụa nữa. Nói thôi để cho bọn chị còn là đi nhanh được. Chứ là tí bọn chị đắp mặt cho xong rồi lấy thuốc. Ủa giời, đi đâu thế? Đưa tay. Từ từ, đóng. Đâu, tay của em đâu rồi? Đây. Nhưng mà ấy. Thuốc gì? Hôm nay em lấy rồi nhưng mà em chưa dùng cơ. Thank you.